chào đến anh Quang và toàn thể anh chị em của Miss Quy Nhơn. Lời chào và lời cảm ơn vì hôm nay Jetech đã chính thức hợp tác với Miss Quy Nhơn để chúng ta cùng cung cấp những sản phẩm chất lượng cao đến tay khách hàng. Sau Jetech thì sau 4 năm có mặt ở thị trường Việt Nam, chúng tôi đã cung cấp ra một thị trường 255.000 sản phẩm ngành Android thông minh và được khách hàng đánh giá rất cao về chất lượng. Hôm nay chúng tôi quyết định hợp tác với Miss Quy Nhơn với mong muốn đồng hành hợp tác phát triển cung cấp những sản phẩm ngành Android thông minh thế hệ mới có chất lượng cao đến tận tay khách hàng Việt. Cảm ơn đầu tiên là mình gửi lời chào đến công ty Jetech cùng toàn thể tất cả các anh chị em của đơn vị. Thì Khoa cũng chia sẻ những cái suy nghĩ mà và những cái trải nghiệm của Khoa mà sử dụng cái sản phẩm của Jetech. Thì sau một cái thời gian tìm hiểu và nhận thấy rằng là Jetech là một sản phẩm tuy là mới về thị trường Việt Nam nhưng về sản phẩm thì tương đối là chất lượng. Thời điểm đó thì Khoa không biết được là sản phẩm nào tốt hơn sản phẩm nào và chúng ta cần phải sự trải nghiệm. Thì sau một thời gian Khoa sử dụng lắp trên sản phẩm xe Xpander và một số sản phẩm xe khác như là Xtra, Triton, Outlander thì nhận thấy rằng thì sản phẩm Jetech của đơn vị mình thì rất là ổn định và khách hàng rất là hài lòng. Thì trên cơ sở đó thì Khoa thấy rằng là cái sản phẩm của Jetech thì đủ tiêu chuẩn để lắp trên sản phẩm của Thunder. Và điều đặc biệt hơn nữa thì mình càng làm thì càng tiến bộ. Thì sản phẩm Jetech nó đồng bộ luôn cả từ những cái đầu rắc, từ những cái linh kiện mà đã có sẵn trên sản phẩm của ô tô Mitsubishi. Thì đây là một cái điều kiện rất là phù hợp cho công ty cũng như là một nhà phân phối của Mitsubishi để mà sử dụng sản phẩm lắp đặt trên xe khách hàng và làm cho khách hàng hài lòng. Và một cái điều mà Khoa rất là vui và mà chúng ta chăm sóc khách hàng này, chúng ta đào tạo cái đội ngũ kỹ thuật viên của đơn vị cung cấp. Ví dụ như bây giờ thì Khoa đang cung cấp cho sản phẩm của Jetech thì các bạn kỹ thuật của Jetech đào tạo về kỹ thuật cho bên đơn vị cũng rất là tốt. Thì đó là một cái điều kiện để làm gì? Để làm chúng ta tiến tới là làm hài lòng khách hàng. Đó là một cái phương châm mà về góc độ là của hãng xe Nhật Mitsubishi thì đang hướng tới và phấn đấu trong năm tài chính 2020 này là phải đứng vào top 3 của tất cả các hãng xe ô tô. Đó là chúng ta đang đi cùng một cái định hướng. Và trong tương lai thì Khoa cũng hy vọng là công ty ô tô Quy Nhơn rồi một số nhà phân phối của Mitsubishi cũng sẽ ký kết phối hợp hợp tác với đơn vị Jetech để chúng ta bền chặt hơn và đưa ra những cái sản phẩm và những cái chương trình tốt hơn cho khách hàng. Thì cũng gần tới Tết rồi thì nhân dịp Tết Xuân Tân Sửu thì Khoa thay mặt cho toàn thể nhân viên của công ty cổ phần ô tô Quy Nhơn, nhà phân phối Mitsubishi Quy Nhơn xin gửi lời chúc đến ban đạo của Jetech cùng toàn thể anh em tập thể nhân viên của Jetech một năm mới thật an khang, thịnh vượng và thành công hơn nữa.